Một khách sạn nằm trong khu vượng rác ở Hồng Kông, Trung Quốc đã thực hiện một loạt biện pháp để ứng phó với đại dịch COVID-19, cũng như thu hút thêm du khách địa phương. Khách sạn cung cấp một số hoạt động để tôi cảm thấy như đang đi du lịch cùng gia đình, ngay cả khi đang ở trong các phòng của khách sạn. Trong số tất cả các ngành công nghiệp ở Hồng Kông, lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đối với khách sạn, khách hàng địa phương hiện là nhóm khách quan trọng nhất gói lưu trú sử dụng các nguồn lực hiện có để thu hút thêm người dân địa phương. Trước khi bước vào sảnh khách sạn, tất cả các khách thuê phòng đều phải được kiểm tra thân nhiệt. Sau đó họ phải điền vào tờ khai sức khỏe trước khi nhận phòng. Còn khách sạn được làm sạch và khử trùng liên tục. Một số khách sạn quảng bá các gói lưu trú với nhiều hoạt động giải trí trong thành phố, đi kèm thực đơn đặc biệt phục vụ nhu cầu ăn uống của khách.